Dạ Vũ, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện giờ Vũ đang đứng ở ngoài bến đò ngang chỗ ấp 4 của xã Bình Thắng. Bây giờ Vũ sẽ quay trên đường đi về tên nhà để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đây là từ bến đò đi lên, quẹo phải là đi ra thủy sản. Có con lộ băng qua chỗ công ty thủy sản cũ nha các bạn. Giờ Vũ đi ngã đường trong. Đường này là đi ngang ở chỗ Lăng Ông Nam Hải nè. Đây là chỗ chợ, chỗ Lăng Ông nha các bạn. Hôm nay chợ cũng vắng quá các bạn ơi. Chơi đó là có gì? Đây có chỗ bán bưởi, bán mận. Bán nhang, chỗ bán heo. Bán củ cải, dưa hấu. Đây bán giò dép. Đây là ngay Lăng Ông rồi nha các bạn. Lăng Ông Nam Hải. Khúc này thấp thì nước ngập nha các bạn.
đây có chiếc xe tải đang cẩu cái neo. Đây chỗ làm dây, đây có chỗ bán hủ tiếu. Trước rồi có xe đám cưới nha các bạn. Dòm qua là thấy nhà thờ bên ấp 1 không các bạn. Để chậm cho quay. Ừ. Đây có chỗ bán khô mực. Đây Vũ quẹo trái đi. Vũ đi về ngã ấp 1. Thì ở đây đi thẳng vô là vô ngay chợ cá nha các bạn. Rồi, ở đây có bà con bán bông vạn thọ sớm rồi nè. Cái chỗ này chị bán cá nâu. Cá nâu ngon quá chừng luôn. Cá nâu nhiêu ký vậy chị? Cá nâu 120. Dạ. 80, 70 có hết. Dạ. Đây cá thiên nhiên nha các bạn. Đây kế bên có chỗ bán bông vạn thọ nè. Ngay đây là ngay trường tiểu học Bình Thắng. Này con nhỏ này chặt bị ra. Thấy không? Ghé nó nhẹ thôi. Vê bông cái gì chứ? Thường nữa. Ừ. Rồi đây quẹo đây là đó có cây cầu. Bây giờ hàng làm lộ luôn rồi nha các bạn. Đó. Băng qua là ngay chùa ông. Băng qua ngay đây là ngay chùa ông. Đây là cái cổng vô chùa ông. Giờ cứ quẹo phải về.
ơi, đây có cây mít. Có cây mít tái tới gốc luôn. Quá dữ. Dạ. Hôm nay tái nhiều dữ không chú? Tái nhiều. Ờ. Dạ con Vũ à. Dạ. Tái tới gốc luôn các bạn. Sáng chú ngồi đi uống cà phê ngắm cây mít ha. Chú ông Đại khỏe không? Dạ con đi chú ơi, con cảm ơn chú. Cái mít dễ thương quá chừng luôn. Ở đây đây làm cái cổng chào mới ha, đẹp quá ha. Mới làm hả? Rồi. Để Vũ quay cái cổng chào cho cô chú với anh chị và các bạn xem, hôm nay mới làm cái cổng chào mà. Đây cái cổng chào mới làm luôn nha các bạn. Ấp Văn Hóa ấp 1. Ấp 1 của xã Bình Thắng. Giờ Vũ vô đây tới cái quốc lộ 57B. Đây là chỗ bán cháo dinh dưỡng. Bây giờ Vũ quẹo qua đi về. Đây là chỗ thẩm mỹ viện. Đường tòa án cũ thì trước mặt là bác sĩ Trần, quẹo phải là lên chỗ đầu chợ, lên cái chỗ huyện ủy cũ nha các bạn. Giờ Vũ quẹo trái đi về. Đây là chỗ quán cháo chị Dung. Ở đây là chốt đèn xanh đèn đỏ hàng cọc. Chạy thẳng là đi xuống hàng cọc nha các bạn. Còn quẹo phải là đi vô sân vận động. Đi vô trung tâm văn hóa. Vậy cho sao 8 giờ chứ. Thôi Vũ tới nhà rồi, Vũ xin kết thúc cái video này. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ chuyên lắp camera với định vị xe nha các bạn. Các bạn nào có xài thì liên hệ Vũ, ủng hộ Vũ nha các bạn.